Đà Nẵng sẵn sàng cho đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế. Công tác chuẩn bị đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã hoàn tất, hứa hẹn mang đến cho khán giả bữa tiệc pháo hoa đặc sắc trên bầu trời Đà Nẵng. Lễ khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, DIP 2023 sẽ chính thức diễn ra tối mùng 2 tháng 6 với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Theo ban tổ chức DIP 2023, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc của lễ hội gần như hoàn tất. Hai đội tranh tài trong đêm khai mạc sẽ là đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam và đội Phần Lan. Đội pháo hoa Phần Lan Zoho Pyro Professional Fireworks là nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào năm 2019. Theo ban tổ chức, với chủ đề khởi động trái tim, Zoho Pyro tự tin đem đến những yếu tố bất ngờ. Ông Johan Hollander, đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan Zoho Pyro Professional Fireworks cho biết, trở lại với DIP 2023, sẽ mang tới màn trình diễn đầy năng động và cảm xúc. Bắt đầu với chủ đề của mình là đánh thức trái tim với giai điệu bắt tai, tiếp sau đó là cảm xúc sâu lắng với bài hát lắng nghe trái tim mình. Tiếp nối là những nhạc điệu vui tươi kêu gọi sự đoàn kết thông qua bài Circle of Life, nhạc phim Lion King. Và cuối cùng là kết thúc bằng việc kêu gọi sức mạnh đoàn kết và chúng ta cùng nhau thể hiện tình yêu tới thế giới. Trong khi Phần Lan lựa chọn nói về những cảm xúc và tình yêu mãnh liệt thì đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam sẽ kể chuyện hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề Đà Nẵng, âm sắc hòa bình. Theo đó, màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam được chia làm 3 phần. Phần đầu là sự kết hợp giữa âm nhạc và các sắc màu cũng như ánh sáng của pháo hoa một cách nhẹ nhàng để đánh thức cảm xúc của khán giả. Phần thứ hai sẽ sử dụng nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng pháo hoa, diễn tả sự vươn lên của con người Đà Nẵng vượt qua những khó khăn sau đại dịch, cũng như hòa bình cùng với thế giới. Phần 3 âm sắc hòa bình là phần chính của chủ đề, sẽ kết hợp giữa âm nhạc hiện đại hoành tráng, bùng nổ. Qua đó, gửi thông điệp chính cho mùa lễ hội năm nay là mong muốn cho con người trên thế giới được hòa bình, ổn định, hạnh phúc. Ngoài ra, theo ban tổ chức, đêm khai mạc DIP 2023 sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ đang được yêu mến như Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú, hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc. Vũ điệu đa sắc màu trên sân khấu được dàn dựng độc đáo và ấn tượng. Theo ban tổ chức, DIP 2023 sẽ có 28 hoạt động đồng hành, trong đó có một số hoạt động mới như chương trình lễ hội âm nhạc Đà Nẵng Electronic Carnival, cuộc thi ảnh đẹp check-in trực tuyến DIP Thế giới không khoảng cách, lễ hội mở pack Carnival and Street Food, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều phối giao thông, quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các hoạt động du lịch đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để lễ hội pháo hoa quốc tế lại thắp sáng sông Hàn. DIP 2023 dự kiến diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7 năm 2023, có sự tham gia của 8 đội thi. Với lịch trình thi đấu như sau, đội Đà Nẵng, Việt Nam so tài đêm khai mạc với Phần Lan. Tiếp theo là Canada, Pháp, ngày 10 tháng 6, Italy, Australia, ngày 17 tháng 6, Ba Lan, Anh, ngày 24 tháng 6. Trận chung kết diễn ra tối mùng 8 tháng 7. Mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất gồm hòa bình cho nhân loại, tình yêu không biên giới, chinh phục những giấc mơ, vũ điệu của thiên nhiên và thế giới không khoảng cách.